Hãy
nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết đường. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Thưa Tùng, kính thưa tất cả các ông, các bạn cùng toàn thể qua phiên Hải Phòng, được sự ủy quyền của gia tộc Bảo Đoàn, được sự tin tưởng của cháu Vũ Bảo Vân, tôi là ông cháu Linh thay mặt cho lòng Bảo Đoàn trưởng đoàn hôm nay đến đây đón cháu Lan về để làm dâu và cùng công các bạn đến bạn họ nhà trai của tôi. Lời đầu tiên thay mặt cho bạn nhà trai xin gửi lời chào và xin chúc sức khỏe tới tất cả các cụ công các bạn, toàn thể quan viên Hải Phòng mạnh khỏe hạnh phúc và thành đạt. Thưa tất cả các bạn, qua thời gian hai cháu tìm hiểu này đã chính đủ, các cháu về báo cáo lại hai bên gia đình được sự chuẩn bị của hai bên gia đình bố mẹ. Ngày hôm nay hai họ hai gia đình long trọng tổ chức lễ cưới của cháu. Giờ đã đến giờ đẹp, gia đình quan họ nhà trai chúng tôi trước hết buổi lễ là xin cháu chào cháu Linh về làm cháu rể của các cụ con các bà bên quan họ nhà gái, cũng như là xin cháu Lan về làm dâu con trong gia tộc chúng tôi, cũng như là vợ chồng làm dâu vợ chồng Thu và Phấn. Giờ xin báo cáo để chào hết cho ông trưởng đoàn đến vợ họ nhà nhà gái. Trong sự quý mến và niềm nở của quý khách, tôi xin chấp nhận buổi lễ và đưa con dâu con gái về con dâu quý vị. Chân thành cảm ơn. Anh xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tuyệt trần. Đèn trăng treo cốt trên cao, ánh sao chưng muôn ngọn nến. Lập lòe đón đón hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi.
không em quê hương ta, ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con thuyền tình. Gió miên man theo từng bước chân nàng.
đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trong chú rể thật là liền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường, quê tôi trai gái vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân, bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, vui kia thăm mãi bên giàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nào. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai, nhẫn cưới, dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Tôi là pháp vụ của anh cháu đến đây đưa cháu về.
cũng xin cáo chào cháu Linh. Từ giờ phút này cháu Linh là sẽ là cháu rể của các cô trong các bà trong phòng giải tán gái, và đồng thời xin nhận cháu Nam về đây để làm dâu tất cả các cô cùng thằng con, tất cả các ông các bà cùng là thành viên trong gia đình gia tộc chúng tôi. Một lần nữa thay mặt cho hai họ cảm ơn sự có mặt hiện diện của tất cả các cô cùng các bà cùng toàn thể quan gia họ có mặt buổi hôm nay, chúc phúc cho hai cháu. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và cũng xin phép cho hai cháu là những từ được.
cũng hòa mình. Thank you.
phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Tình yêu trao nhau bao ngày qua nồng thắm, từ đây bên nhau lo rừng xây tổ ấm. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyên. Ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi bên nhau mùa xuân. Này xuân ơi xuân mang ngàn hoa rực rỡ, về cho đôi uyên ương thêm đẹp xinh màu áo. Mùa tươi đan vào mùa xuân ngát hương, trời đất giao hòa niềm vui bốn phương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương. Ta nên đi mừng hạnh phúc lứa đôi yêu thương.
thương ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Cả miếng chầu đừng cay, cả chén trà đừng chán, và người ngoan đứng hát thì dối mời ai lại phải lòng để bây giờ ra ngõ mới chậm ra ngõ mà chờ. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Dập dình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu với chầu. Đôi búa mọc mới
chung vui trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và quý vị, chúng ta lại vang lên những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng thế nào. Toàn thể quý vị đã đến giờ ấn định, giờ hoàng đạo để đến với lễ thành hôn, chúc phúc cho đời bạn trẻ, chúc giải phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu xinh đẹp Thu Lan. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta còn đang dạo chơi trong khuôn viên của gia đình ngồi nhà trai thì sẽ nhanh chân nhẹ bước trở về với các phòng cưới của gia đình để chúng ta cùng ổn định chỗ ngồi, chọn cho mình một vị trí ngồi ưng ý nhất để chúng ta cùng tham dự lễ thành hôn, để chúc phúc cho đôi bạn trẻ lên duyên cho buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, giây phút hoành phúc nhất của đôi bạn trẻ chủ nhân của những cánh đẹp hồng, chú giải phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu xinh đẹp Thu Lan chuẩn bị được bắt đầu. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng ánh mắt của mình trở về với cửa nhà chính để chúng ta cùng chào đón hai nhân vật chính, chủ nhân của những cánh đẹp hồng. Xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng bông hoa tiến về với lễ đài tình yêu hoành phúc của mình để ra mắt đến toàn thể quý vị. Toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ, họ đã trèo lái con tên tình yêu của mình và ngày hôm nay đã cập bến bờ hạnh phúc, đó là chủ nhân của những cánh đẹp hồng, chú giải phong độ đẹp trai của chúng ta Doãn Ninh và cô dâu xinh đẹp Thu Lan. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng bông hoa tiến về với lễ đài tình yêu hạnh phúc của mình. Và quý vị, chúng ta cùng liên tục dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng đi nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể đại họ kính mến, hiện diện trên lễ đài tình yêu hạnh phúc đó là chú rể phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu Thu Lan của chúng ta. Và xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ, chúng ta sẽ dành một cái cúi chào nhẹ để cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị. Và quý vị, chúng ta cùng vang lên những tràng pháo tay nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong mỗi chúng ta ai cũng được sinh ra trong vòng tay yêu thương của những người làm cha làm mẹ. Và Thượng Đế đã ban cho chúng ta một trái tim khỏe mạnh nhưng còn thiếu một nửa trái tim yêu thương. Vì vậy là chúng ta phải đi tìm. Và chú rể cũng như là cô dâu họ cũng không ngoại lệ. Trên bước đường công tác làm việc, họ đã được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên. Ngay từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên họ đã mến cảm lẫn nhau và họ đã thầm thương trộm nhớ. Họ đã dành cho nhau rất nhiều tình cảm và trải qua rất nhiều những tháng, năm tháng tìm hiểu yêu nhau, và ngày hôm nay họ đã trèo lái con thuyền tình yêu hạnh phúc của mình cập bến bờ hạnh phúc. Và được sự nhất trí của hai bên gia đình, sự đồng tình của chính quyền địa phương, ngày hôm nay hai bên gia đình, họ nhà trai họ nhà gái đã long trọng tổ chức lễ thành hôn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay chính thức tròn ngày 19 tháng 5 năm 2024, tức ngày 12 tháng 4 năm Giáp Tết, là ngày lên duyên chân năm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các bậc thân sinh phụ mẫu của chú rể, cô dâu sẽ cùng di chuyển trở về với lễ đài tình yêu hạnh phúc của hai con để chúng ta cùng ra mắt để đến chính thức đến với chương trình ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông Thu và Vấn là thân sinh phụ mẫu của chú rể phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu Thu Lan, có địa chỉ tại khu phố Bất Quý, phường Nhân Thành. Thì ông Tung có công việc riêng không ra được và đã cử một bác trưởng họ của cô dâu cũng như là người mẹ yêu quý của cô dâu, đó là những tràng pháo tay để chúc mừng đi nào. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, để giới thiệu cho quý vị chúng ta được nắm rõ hơn về tình yêu của đôi bạn trẻ cũng như là với những bậc sinh thành của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, đứng bên cạnh tôi cũng như là cạnh chú rể, đó là ông Thu và Phấn, là thân sinh phụ mẫu của chú rể Doãn Ninh, để mình chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nhé. Và phía xa của tôi đó là cạnh cô dâu xinh đẹp Thu Lan, đó là bác trưởng đoàn cũng như là người mẹ yêu quý của cô dâu, đó là bà Hoa, có địa chỉ tại ấp 8 xã Xuân Bắc, Xuân Lộc, Đồng Nai. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành
hội nhà trai, hội nhà gái chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những thủ tục từ cái ngày đầu tiên đặt vấn đề về tình yêu của đôi bạn trẻ, cũng như là đến tiến tới ngày hôm nay, đó là ngày hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì hai bên gia đình rất là vui mừng được lồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị từ mọi miền của quê hương đất nước, là những người thân thiết, những người thân yêu của hai bên gia đình cũng như là của chú rể cô dâu, đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về chung vui để dự tiệc. Và không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, giây phút tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ, chú rể phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu xinh đẹp Thu Lan xin phép được bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay thì mọi thủ tục của hai bên gia đình đã làm các công tác trước rồi, và ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của hội nhà trai chúng ta sẽ trở lại với lễ đài tình yêu hạnh phúc, có đôi lời phát biểu đến toàn thể quý vị cũng như là những lời cảm ơn ạ. Xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của hội nhà trai chúng ta dẫn đại. Tất cả các cụ, kính thưa tất cả các ông các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự tin tưởng của gia tộc, được sự tin tưởng của vợ chồng Thu và Phấn, tôi là trưởng đoàn quan họ nhà trai. Trước hết tôi xin thay mặt cho đoàn quan họ nhà trai cũng như đoàn quan họ nhà gái có lời cảm ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cụ, các bà đã bớt chút thời gian và ngọc về đây dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi. Trong giờ phút thiêng liêng này, các cháu đã lên vợ lên chồng, hai gia đình kết tình thông gia hữu hảo. Tôi thay mặt cho hai gia đình, quan họ nhà trai cũng như quan họ nhà gái, lời cảm ơn, lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các cụ, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ đã bớt chút thời gian về đây để cùng chung vui hạnh phúc với gia đình chúng tôi, cùng dự tiệc vui với hai cháu. Trong giờ phút này không biết nói gì hơn, tôi xin thay mặt cho toàn thể hai gia đình xin có lời trân trọng cảm ơn xin hết. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan viên đại họ kính mến, vừa rồi quý vị chúng ta vừa đến với những lời phát biểu cảm ơn của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay, đã thay mặt đại diện cho hai bên gia đình gửi đến toàn thể quý vị những lời cảm ơn, và cũng xin được chúc đến toàn thể quý vị cũng như những lời cảm ơn chân thành nhất một quý vị chúng ta đã trở về đây chung vui chứng kiến dự tiệc để chúc mừng, và cũng xin được chúc cho hai bên gia đình nhà chúng ta ngày hôm nay chính thức kết tình thông gia, sẽ cùng nhau để hướng đến những niềm vui hạnh phúc của hai con hai cháu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời các ông các bà sẽ dành cho nhau những cái bắt tay kết tình thông gia, thắp tình thông gia ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và cũng xin được trân trọng cảm ơn ông Phong trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, xin được trân trọng cảm ơn và chúc ông thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc toàn thể quý vị. Ngày hôm nay thì hai bên gia đình cũng như là ban tổ chức của nhà trai đã chuẩn bị rất nhiều những nghi thức. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời chủ nhân của những cánh tiệc hồng, đó là chú rể Doãn Ninh và cô dâu xinh đẹp Thu Lan của chúng ta sẽ cùng bồng hoa đến với thác ly rượu tình yêu của mình để cùng khui rượu châm banh để chính thức khai tiệc cưới ngày hôm nay. Tổ chức đã nhập rượu, có phải là rượu đúng là rượu chất cổ qua đi với bác ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là trăm khúc sông đổ dồn một bến, anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây, và đấy với đây không dây mà buộc, em với anh chàng chưa thuốc mà say, gặp nhau đây mời người xơi nước xơi chầu sau kết nhân duyên. Đôi bạn trẻ của chúng ta, chú rể Doãn Linh và cô dâu Thu Lan, họ đang phun chai rượu châm anh đầu tiên để rót lên thác ly rượu tình yêu của mình với sự chứng kiến của toàn thể quý vị, và xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ phun chai rượu cho bạn thứ hai. Và trước khi rót lên thác ly rượu thì xin mời chú rể Doãn Linh sẽ rót lên 6 chiếc ly rượu ở dưới. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như quý vị chúng ta đã biết, chú rể Doãn Linh là một người con cả của gia đình nhà ông Thu và Phấn, đã
đi công tác rất là nhiều năm rồi và đã tìm được tình yêu của mình, và ngày hôm nay thì toàn thể quý vị chúng ta được về chứng kiến tham dự để chúc phúc cho các bạn trẻ. Cụ thể phong độ rõ lên của chúng ta rất là tài ba phải không ạ? Đã đi một nửa vòng trái đất và đã tìm được người thứ nhất mà anh yêu, và ngày hôm nay thì đã là ngày vợ của mình, đó là ngày trăm năm hạnh phúc, và họ đang tay trong tay và dành cho nhau những cử chỉ, những sự âu yếm và những lời chúc cho nhau. Và ngay sau đây xin được toàn thể quý vị giây phút rất là long trọng, rất là hạnh phúc của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Tiệc thì chúng ta chưa khai tiệc phải không? Nhưng bây giờ chúng ta đang được chứng kiến đôi bạn trẻ rót rượu xung quanh và nâng lên những ly rượu tình yêu, những ly rượu hạnh phúc và những ly rượu báo hiếu đến bậc sinh thành của mình ngày hôm nay. Và cũng mong rằng toàn thể quý vị chúng ta ít phút nữa sẽ đi dự tiệc, và bây giờ quý vị chúng ta sẽ cùng lấy trà thay rượu để chúng ta cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ, để chúng ta cùng tương tác với những người thực hiện chương trình, để chúng ta cùng vui, để chúng ta cùng chúc phúc được không ạ? Và xin được đếm từ 1 đến 3 thì xin mời đại gia đình nhà mình sẽ cùng ly và chúng ta cùng vui, và chú rể và cô dâu sẽ cùng móc tay nhau uống rượu ra mời. Và xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta cùng chạm ly đây. Và quý vị chúng ta chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Chúc mừng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ạ. Dạ, cô dâu, chúng ta làm vui chưa? Vâng, quý vị chúng ta cùng dành những chào và tay lên nào. Vâng, xin được kính. Xin mời chú giải và cô dâu sẽ cùng để đi. Trân trọng kính mời chú giải và cô dâu sẽ cùng giúp cặp nhẫn cưới để chúng ta cùng. Anh ơi. Dẫn lên trao nhẫn cưới cho người vợ yêu quý của mình nào. Và rất là tuyệt vời, một chiếc nhẫn rất là vừa mặt. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu sẽ cùng trao nhẫn, chiếc nhẫn còn lại cho người chồng yêu quý của mình. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị, những cử chỉ, ánh mắt, đó là những niềm vui, những tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay đang mỗi sự diện của toàn thể quý vị. Và xin mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng giơ tay lên để cho mọi người chiêm ngưỡng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn, và quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng đi ạ. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn, chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm tình viên mãn cho đời như vui tươi. Và ngày vui, ngày trăm năm hạnh phúc thì chúng ta chỉ có một phải không ạ? Và ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ chúng ta đã rất là hạnh phúc phải không ạ? Luôn luôn nở nụ cười trên môi để cảm ơn tất cả quý vị. Và nụ cười đó nếu mà sẽ hóa thành nụ hôn và đưa cho mọi người nghe tiếng. Chú rể đừng đau họng, chắc là chú rể vất vả quá phải không ạ? Và chú rể và cô dâu đã cùng nhìn vào nhau và cùng gật đầu là nhất trí. Kính thưa toàn thể quý vị, và sau khi đôi bạn trẻ chúng ta đã trao cặp nhẫn tình yêu hạnh phúc của mình để gắn kết hai trái tim hòa cùng nhịp đập, thì bây giờ xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với một nụ hôn nồng cháy nhất, hạnh phúc nhất, và có lẽ đây là một nụ hôn sẽ ấn tượng nhất trong cuộc đời của đôi bạn trẻ. Với sự chứng kiến của các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý cùng toàn thể quan viên đại họ, xin được trân trọng kính mời chú giải và cô dâu sẽ cùng quay hướng vào nhau đấy ạ. Và chú giải và cô dâu sẽ làm như nào để tay vào đâu để diễn ra một nụ hôn lồng cháy nhất. Vâng, và đôi bạn trẻ chúng ta đã sẵn sàng, không biết là toàn thể quý vị chúng ta đi dự đám tiệc đám cưới chúng ta bắt nhá. Và bây giờ như thế này, chú giải và cô dâu bình tĩnh, tôi có 3 tiếng đếm, từ 3 đến 1 thì nụ hôn sẽ được diễn ra, và từ 1 đến 3 thì nụ hôn sẽ được khép lại. Và cũng như tràng pháo tay của quý vị, chúng ta khi nào chúng ta nẹt nẹt thì nụ hôn cũng sẽ được dừng lại. Và bây giờ thì mong rằng toàn thể quý vị chúng ta cùng chuẩn bị vỗ tay ạ. Cô dâu chú rể chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Rất là tuyệt vời đó, rất là lãng mạn. Vâng, xin được chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta chào lòng hạnh phúc. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ cùng đến với những tầng bánh cưới, tầng bánh gato để chúng ta cùng cắt. Đừng bánh nhé. Xin được chúc toàn thể quý vị, đúng là nhất thì ơn mẹ ơn cha mà công sinh công dưỡng để cho ta cho mình. Hai ơn bạn bè chân tình là mai là mối để cho mình có ta. Mà ba ơn tất cả gần xa đã về để giữ. Kính thưa toàn thể quý vị, bà đến tâm sự là bà rất là hạnh phúc, rất là yêu hai con, và bà muốn cho hai con cả thế giới. Nhưng ngày hôm nay thì tượng trưng thôi ạ, bà chỉ cho mỗi con một chiếc nhẫn để mong sau hai con thật hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn bà.
Và tiếp theo xin được trân trọng kính mời, món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời ông Thu và Phấn nên duyên vợ chồng để bước sang cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân và gia đình. Thưa ông bà cũng có những phần quà hồi môn để chúc cho hai con trăn hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn ông bà và chúc cho đại gia đình nhà ông bà từ ngày hôm nay sẽ thêm một thành viên mới, đó là cô dâu xinh đẹp Thu Lạc. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, xin mời Phương Oanh và Sương Phương Vi. Đây là những thành viên. Đã cùng trao quà cho anh chị nhân ngày vui cho nó hạnh phúc. Tiếp theo xin được kính chào kính mời. Chị đứng để chúng ta cùng chụp ảnh lưu niệm ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn món quà của ông Phong Bảo Thuật. Vâng, tiếp theo xin được trân trọng món quà của bà Xế, của Xế ông Hoàng. Vâng, các ông các bà đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Mỗi ông bà này có tận một cặp gọi để chào cho đất đều ạ. Xin được trân trọng cảm ơn ta đến sau. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông bà. Tiếp theo đây ạ, xin được trân trọng kính mời các món quà trình để trao quà cho hai cháu ạ. Để trao quà cho hai cháu nhân ngày vui cho năm hạnh phúc. Xin mời bác Yến đứng nghiêng ở bên này đi. Xin được gửi trân trọng cảm ơn món quà của bác Ngọc, bác Yến lắm tình cảm bằng những món quà yêu thương để chúc cho hai cháu chăn hạnh phúc. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các thím. Đâu ạ, những người con dâu của họ Doãn đâu ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những món quà của các thím, các bác, bác Dung và có cả các chị nữa. Xin rất là tuyệt vời, rất nhiều thế. Lên đi ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời rất nhiều ạ. Cô dâu và chú rể ngày hôm nay có lẽ là phải nhờ trợ giúp đấy ạ. Trợ giúp để cầm phong bì, cầm quà cưới ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ạ. Tiếp theo đi ạ. Chúng ta cùng lần lượt lên đi ạ. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn những món quà của bà nội. Rồi thì tất cả các bà bên nội bên ngoại ngày hôm nay dành tặng cho hai cháu. Và các ông các bà, đây là những tiền đạo ạ. Xin mời mình, ông mình thanh niên đứng vào. Ông đứng vào đây chụp ảnh. Trao quà này lợi cơ. Trao quà là lợi ích chỉ được cái ảnh mà ông này đi về thì ông đi xuống đấy thì nói chuyện gì ạ. Lại mỗi cái ảnh đấy. Ông cười đấy ạ. Vâng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn các ông các bà ở bên ngoại Phương và mợ Niên. Bác cô đứng. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những món quà của các anh sẽ trao cho hai cháu ạ. Xin mời món quà của dì Niễu ạ. Dì Niễu trao đi ạ. Thank you.
Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn những món quà yêu thương của đại gia đình. Xin mời cô dâu đứng tiến lên mặt bác Lưu và bác Truyền cũng có những món quà để trao cho hai cháu ngày hôm nay. Không biết là gà con hay là bò bê đây không biết, nhưng mà chắc là cũng nặng nặng tay rồi. Cô dâu và chú rể đừng bỏ tay rồi đấy. Vui chân hồi phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trao quà và những lời chúc đó là những điều hạnh phúc nhưng lớn nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay nhận được. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đến các cụ, các ông, các bà, các quý vị khách quý cùng toàn thể đại gia đình họ nhà trai, họ nhà gái ngày hôm nay đã dành những tình cảm, yêu thương. Và quý vị chúng ta cùng người liên tục vang lên những tràng pháo tay để chúc mừng đại gia đình nhà ta đi nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và rất nhiều. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo xin được trân trọng sẽ trở lại với sân khấu chính lâu đài tình yêu hạnh phúc để dành đến với những tình cảm yêu thương nhỏ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông ạ. Chúc ông thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc ạ. Đúng rồi, chúng ta cùng đứng hợp tác đi ạ, hợp tác để chụp ảnh ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các ông bà trong hội đồng niên 1978 cùng với ông Thu, bà Phấn ngày hôm nay đã trở về chung vui và trao quà cho hai cháu. Bắt tay, ý kiến của nhiếp ảnh gia Xuân Ánh đề nghị chúng ta bắt tay để lưu lại những giây phút rất mạnh. Cảm ơn kính thưa toàn thể quý vị đứng đang hiện diện trên lễ đài tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ chú rể Giản Linh và cô dâu Thu Lan, đó là hội đồng niên 1981. Những con gà trống, con loa, những con gà chiến đang đứng ở trên sân khấu chính để trao quà cho lại gia đình. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và chúc cho hội đồng niên 1981 thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và hội luôn đoàn kết gắn kết. Xin được trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đi ạ, các hội đâu ạ? Chúng ta đầy đủ quân số. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là hội hiện diện trên lễ đài tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ, đó là hội đồng tâm gồm có các gương mặt đã gắn bó cùng với nhau từ những cái năm mà còn trai trai đó mới bắt đầu là viết cặp kê đó và đã gắn bó với nhau, và ngày hôm nay thì cũng đã lên ông lên bà rồi, và chúng tôi là rất là vui. Và đại diện cho hội trưởng xin được trân trọng kính mời ông Doãn Văn Triều sẽ cùng trao quà cho đại gia đình nhà mình nhé. Xin được trân trọng cảm ơn. Và quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay để chúng ta cùng chúc mừng nhé. Sản sinh trên biển quê kinh Bắc Bắc Linh của ekip thực hiện chương trình, cũng như toàn thể quý vị là những cây văn nghệ, những ca sĩ không chuyên, những ca sĩ thành danh của mọi miền quê đất nước trở về chung vui để chúng ta cùng mang đến một live show thành công cho buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Và để trở lại với chương trình, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng trở lại với giọng hát của chị Hai Quan Họ với một làn điệu dân ca, một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Quan Lạc Hòa. Nơi đây có con sông cầu, nước chảy nơ thơ và có trầu phật tích của núi Thiên Tài. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với làn điệu dân ca tình yêu trên sông sông Quan Họ. Xin được trân trọng kính mời. Sao trời là quá mãi, xanh cây xuống dòng
Kính thưa toàn thể quý vị chúng ta vừa đến với giọng hát rất ngọt ngào của Xe Quan Họa chính tôi và một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Đạc Họa, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họa, và đã nhận được rất nhiều tình cảm của toàn thể quý vị bằng những tràng pháo tay trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều và mong muốn rằng trong buổi chiều ngày hôm nay toàn thể quý vị chúng ta sẽ dành nhiều hơn những tràng pháo tay, và một tràng pháo tay tiếp theo của quý vị đâu ạ. Vâng, xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, một tràng pháo tay rất là giòn giã của toàn thể quý vị. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một nhóm nhảy trong xóm 8. Đây là những vũ công rất là chuyên nghiệp, nơi mà mỗi tối các cô, các chị cũng như là bà Phấn, tân sinh cùng mẫu của chú rể cũng đã tập luyện, và ngày hôm nay sẽ mang đến với một trong những điệu nhảy rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc với nền nhạc đám cưới như mơ. Và xin được trân trọng kính mời các vũ công trở lại với chương trình, và quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng chào đón ạ. Nhạc dập dềnh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng biến hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiếp nhận sinh viên diện đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao bông ta. Lời ca chúc cho hai người tình trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với chầu. Tập sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên hương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, tiếp nhận sinh viên duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc cho hai người tình trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau trong con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao với trầu. Tập sinh nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên hương sánh đôi, để ra mắt tay chân.
quê mình. Cả hai họ niềm tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người cũng trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cho con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, diệu thơm lòng nào ta cũng say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xuân tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cao vời trầu. Thì bà chủ đó là thân sinh phụ mẫu của chú rể cô dâu cũng có những bông hoa để chúc mừng cũng như là cảm ơn, xin được trân trọng cảm ơn. Liên tục chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng hạnh phúc chúc tương lai của đôi bạn trẻ chú rể phong độ đẹp trai Doãn Ninh và cô dâu Thu Lan, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đón nhận món quà âm nhạc tiếp theo của một trong những ca sĩ có giọng hát rất là truyền cảm, rất là ngọt ngào và khi chỉ cất lên được rất nhiều toàn thể quý vị chúng ta yêu mến. Đó là giọng hát của nữ ca sĩ Trần Thị Kim Huệ sẽ trở lại với một ca khúc có nhạc thì hoa, lời thì Việt, người đến từ Triều Châu, và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón giọng hát của Trần Thị Kim Huệ. Ông chờ chúng em một chút chút gì nữa. Thank you.
Thank you.
và cơn hương nào bốc cháy.